Xin kính chào quý cô chú anh chị và bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 19 tháng 8 năm 2022. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến rất là nhiều những cái dòng hàng lan mới về đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và với cước phí rất là ưu ái như vậy thì khi cô chú anh chị đặt lan bên em khoảng tầm 10 kg chỉ rơi khoảng tầm 10 kg chỉ rơi khoảng tầm 70 cho đến 80.000 và 5-6 cân cũng chỉ rơi khoảng tầm 45 cho đến 50.000 thôi. Nên là cô chú anh chị yên tâm khi mà đặt lan bên cơ sở lan rừng em nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Ở trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là lô kiều vuông cánh trắng. Cô chú anh chị thấy là hàng cực kỳ là mướt đúng không ạ? Em bán kiều vuông cánh trắng này với giá là 220.000 trong 1 kg. Với giá bình thường của dòng kiều vuông cánh trắng thì đa số em thấy là sẽ rơi vào 230 cho đến 250 cô chú anh chị ạ. Thì lô hàng này với giá 220 thì em nghĩ là rất là hợp lý để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình chơi hoa xuân hoa Tết đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cây dáng hương đuôi sóc, hàng là xếp cực kỳ là xinh luôn ạ. Hàng căng mướt này, cô chú anh chị về lên giò rất là đẹp luôn với những cây xếp xinh như vậy. Em bán cái dáng hương đuôi sóc này là 120.000 cho 1 kg. Tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan sơn thủy tiên. Cái dòng hàng mà gần như là chịu nắng 100% ạ. Và giả hành rất là bự luôn như thế này. So với cái hoàng lạp thì dòng sơn thủy tiên nó sẽ hoa cánh dày hơn, cũng như là hoa sẽ dày bông hơn cô chú anh chị nhé. Và cái cánh hoa cũng dày hơn so với dòng hoàng thảo hoàng lạp cô chú anh chị ạ. Và dòng lan sơn thủy tiên này thì em xin phép đi ạ. Hàng rất là đẹp luôn như thế này. Xin phép bán với giá chỉ có 180.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hồng, một cái dòng hàng mà hoa trắng, bông hoa rất là to, cái họng điểm một xíu hồng rất là tuyệt vời luôn. Cái dòng nhất điểm hồng này em bán với giá là 130.000 cho 1 kg. Tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hải dâu xanh. Cái dòng lan hải dâu xanh này thì cô chú anh chị có thể nhìn cho em, cái dòng hải này thì hiện tại đang bắt đầu lên những cái mầm chồi tơ mới. Cái dòng này thì hiện tại là nó vừa mới qua mùa hoa xong. Thế nên là cũng là cái tầm ghép rất là đẹp của dòng lan hải dâu xanh này. Với những cái bông hoa mang hình dáng chiếc hài tròn dâu dài rất là độc đáo luôn. Em bán là 100.000 cho 1 kg dòng hải dâu xanh nhá. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan hải Henry. Cái dòng hải Henry là hiện tại đang chuẩn bị đi vào cái mùa nụ mùa hoa. Nên là khi mà cô chú anh chị lấy cái thời điểm bây giờ ấy ạ, thì về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một cái mùa hoa trọn vẹn nhá. Và bên này sẽ là cái mặt bông của dòng lan hải Henry. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm qua cái mặt bông của dòng lan hải Henry nhé. Đây là mặt bông của dòng hải Henry. Bông hoa cây thì nhỏ bé thôi, tuy nhiên là cái mặt bông thì khá là lớn và hoa mang hình dáng màu chiếc hài màu hồng rất là đẹp nhé. Cực kỳ là bền hoa luôn. Đó. Dòng hải Henry này em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg. Cây thì đang chuẩn bị, một số cây thì đã nụ và hiện tại là một số đa số là chuẩn bị đến mùa nụ thôi. Đấy, em sẽ bán từ 0,3 và với 0,3 cô chú anh chị thoải mái được những giò rất là khá là nhiều giò Henry đẹp cho sân vườn của nhà mình rồi. Và bên này đây thì em có một cái lô dáng hương đuôi sắc này. À, dáng hương đuôi chồn ạ. Dáng hương đuôi chồn có 1 này, 2 này, 3, 4, 5 cây. Lô đuôi chồn này cũng đủ cô chú anh chị là một giò đẹp rồi ạ. Em bán cái lô dáng hương đuôi chồn này với giá là 25.000 cho lô đuôi chồn này. Và bên này sẽ là cái lô hoàng thảo hoàng lạp ạ. Cái lô hoàng lạp này thì em xin phép được bán với giá là 45.000 cho cái lô hàng thảo hoàng lạp này nhá. Về cô chú anh chị được làm giò đẹp rồi. Đó, cây thì khỏe khoắn đẹp như vậy. Và sang bên này thì em có 2 cái lô dáng hương bạch nhạn. Đây, cái lô này thì có bao nhiêu cây? 2 này, 3 4 5 6 7 8 cây, 8 cây bạch nhạn khá là lớn. Và cái lô này em bán với giá là 40.000 cho lô bạch nhạn số 1 và lô bạch nhạn số 2. Lô này chắc khoảng tầm 10 cây, 12 cây gì đó, em bán với giá là 45.000. Đấy, em có 2 cái lô dáng hương bạch nhạn như vậy cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc, cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Những cái chậu chuỗi ngọc hàng hiện tại đã đi vào cái giai đoạn thắt ngọn rồi và cái thân của nó thắt đốt sáng bóng và căng mướt như là những cái hạt ngọc như thế này cô chú anh chị này, rất là đẹp luôn. Đấy ạ.
Đó. Cái dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc này không chỉ là cái dòng hàng mà đáng thưởng thức, đáng ngắm về thân lá, mà nó còn rất là không chỉ tựa đáng thưởng thức về cái thân của nó, mà nó còn cái mặt bông của nó thì vô cùng là rực rỡ. Chỉ cần vài bông nở thôi, cô chú anh chị đã thấy rằng là rất là đẹp rồi. Cái dòng lan chuỗi ngọc này này, hoa của nó rất là tuyệt vời mà thơm cũng như là rất là bền hoa nhé. Và một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy để cô chú anh chị sưu tầm này, em bán với giá chỉ có 170.000 cho một chậu thôi. Hàng thì không có nhiều cô chú anh chị ạ, bởi vì là cái lô hàng này là cái lô hàng đầu tiên là chọn lựa những cái cây gọi là đẹp nhất đấy cô chú anh chị. Nên những cái chậu chuỗi ngọc này rất là đẹp nhá. Và sang bên này đây thì em có những cái cây địa lan. Đấy là đây là những cái cây địa lan kim long bào cô chú anh chị nhá. Kim long bào lá biên ạ. Lá biên hay còn gọi là lá phát tài, dòng lan mà người ta nói rằng là lá phát tài này người ta coi như là nó là tượng trưng cho cái sự tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng cô chú anh chị. Nó mang ý nghĩa phong thủy, đó là nó được coi như là cái cây mà có thể giúp mang lại cái sự may mắn, tài lộc cũng như là thịnh vượng cho gia chủ. Nên là cái dòng này này, người ta chơi thân lá đã rất là tuyệt vời rồi. Tuy nhiên cái dòng kim long bào này này không chỉ thân lá đẹp mà mặt bông của nó vô cùng là xuất sắc. Và cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng kim long bào. Cái dòng này thì kim long bào lá biên này, hoa của nó sẽ mang sắc hoa đỏ thắm rất là đẹp như thế này nhá. Và một cái chậu kim long bào như vậy thì nó sẽ có ít nhất là 3 cây, và em sẽ bán với giá đây, ba cái giả hành rất là khỏe và rất là đẹp như thế này. Em bán với giá là 160.000 cho một cái chậu kim long bào ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm cổ hay gọi là trầm thanh củi. Cái dòng lan màu hoa siêu thơm và cánh hoa rất là tím đậm, sai hoa. Đấy, thân thủ cái dòng này thì khi mà cô chú anh chị trồng chăm đến vài năm nó có thể cao đến trên 1 mét nhé. Cái dòng hàng này này bình thường hàng hoa Tết là một trên 100.000 cho một thân cô chú anh chị ạ. Đây là cái dòng trầm mà mặt bông rất là đẹp nên là đã được nhà vườn người ta giữ giống rất là lâu. Và một cái chậu trầm thanh củi hay là còn gọi là trầm cổ này này, xin phép bán một chậu trên 6 thân nhé, với giá chỉ có 180.000 cho một chậu thôi. Đấy, 180.000 cho một chậu thì cô chú anh chị có thể sở hữu một cái giò lan rất là tuyệt vời, một cái chậu trầm cổ rất là đẹp như thế này. Đã nói là trầm thì hoa chắc chắn là rất là thơm rồi. Và sang bên này đây cô chú anh chị nhìn cho em, đây là những cái giò trầm rồng đỏ, và cô chú anh chị biết rằng là dòng trầm rồng đỏ cũng là dòng lan nở hoa đúng vào thời điểm Tết. Và mỗi một chậu trầm rồng đỏ như vậy cũng sẽ rơi vào ít nhất là 4 thân cô chú anh chị nhé. Giá xếp tăm tắp rất là đẹp, cực kỳ là khỏe cây, với giá em bán chỉ có 140 cho một chậu. Sang bên này sẽ là dòng đen đô xuân. Đối với cái dòng đen đô xuân này này thì cây hiện tại đã bắt đầu là đứng ngọn hết rồi, và nó sẽ cho mình hoa Tết hoặc hoa xuân này, đang tích dưỡng chất để cho một mùa hoa Tết hoặc hoa xuân nhé. Em bán một chậu như vậy cũng với giá 140.000 cho một chậu đen đô xuân. Và sang bên này đây sẽ là những cái bảng kim điệp xuân ạ. Cái dòng kim điệp xuân thì hiện tại đã bắt đầu đi vào cái giai đoạn là thắt ngọn rồi này cô chú anh chị này. Mỗi bảng như vậy chi chít là mầm luôn. Hiện tại là đã có những cái mắt nụ rồi, thân ngắn thân dài cô chú anh chị có thể thấy những cái mắt nụ của nó. Một thân như vậy có thể cho 2-3 cái chùm hoa cô chú anh chị nhé. Và một cái bảng như thế này sẽ rơi vào ít nhất là 10 thân lớn nhỏ. Đấy, 10 thân lớn nhỏ và em chỉ bán có 140.000 thôi. Đảm bảo khi cô chú anh chị sở hữu một cái giò như vậy thì nó sẽ có, cô chú anh chị sẽ có ngay một mùa vàng rực rỡ ạ. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan cát lai a nhé. Dòng cát một lá bông đại, được mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan. Và cái dòng cát này thì cái độ to của nó là trên 10 cm cho mỗi một bông hoa, và vừa thơm vừa bền hoa cô chú anh chị nhé. Và kể cả cô chú anh chị sở hữu cái mặt bông nào cũng đều đáng, rất là đáng thưởng thức, và chắc chắn là sẽ làm cô chú anh chị hài lòng với mặt bông của nó. Một chậu như vậy thì nó sẽ rơi vào ít nhất là 5 hướng. Đấy, 5 hướng 5 giả hành ạ. Em bán với giá là 100 đâu có 90.000 cho một chậu như vậy thôi cô chú anh chị này. Và bên này thì em có hai cái chậu mà em đã trồng sẵn thuần ở trong vườn rồi. Đây này. Đấy, mỗi một chậu như thế này em sẽ bán với giá là 120 nhá. Đấy ạ, em có hai chậu này. Đấy, nếu như cô chú anh chị nào mà không muốn lấy về tự trồng thì cô chú anh chị có thể ghép lại ấy, thì cô chú anh chị có thể lấy hàng này 120 cho một chậu. Ở bên này đây sẽ là vẫn là cái dòng điện lan, thì em có thêm cái dòng điện lan đó là hương cát cát cô chú anh chị nhé. Cái dòng hương cát cát này thì em hiện tại là cây đang nở hoa, nên là em đứng ở trong cái không gian mà cái chỗ sân bán hàng của em ở đây mà cảm thấy cái mùi hương của nó vô cùng là quyến rũ, vô cùng là tuyệt vời luôn. Cái sắc hương, cái hương rất là nhẹ nhàng, dịu, tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Và một cái giò như vậy thì hiện tại là đã có cây đang nở hoa nhé, đã có cây đang nở hoa, cũng có những cây nó đang lên nụ như thế này cô chú anh chị này, và cũng còn đẹp.
cũng có những cây đang bắt đầu là lên trời nụ thôi, nhưng đây có chú anh chị này. Và còn rất là nhiều những cái giả hành nhỏ, những cái giả hành tơ như thế này, và một dạng nữa nó sẽ cho bắt đầu cho nụ mới. Nên là một cái chậu rất là sum suê như thế này thì em nghĩ rằng cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một cái thời gian, một cái thời gian để mà thưởng thức hoa rất là lâu dài luôn cô chú anh chị nhá. Một chậu như thế này ạ. Em bán với giá chỉ có 230.000 cho 1 kg thôi. Và có một điều rằng cô chú anh chị sẽ thưởng thức cái hoa rất một cái thưởng thức cái mùi hương cũng như là cái sắc đẹp của cái giò lan này trong vài tháng cô chú anh chị ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan Đai Châu. Đây là cái dòng lan Đai Châu hồng cánh sen cô chú anh chị này. Đó. Cái hàng cây bản lá gân và rơi với ít nhất là 4 cặp lá, và hồng cánh sen được coi là một trong những mặt bông đẹp nhất trong tất cả cái mặt bông của dòng Đai Châu đúng không ạ? Cây này cô chú anh chị có thể mua làm quà tặng, quà biếu đều được, rơi với ít nhất 4 cặp lá với giá em bán là 220 một chậu. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan hồng sắc pháo, đỏ sắc pháo nhé. Màu đỏ sắc pháo. Màu đỏ sắc pháo cũng rơi với ít nhất là 4 cặp lá cô chú anh chị ạ. Với giá em bán cũng 220. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu này là cái chậu màu châu hồng gấm. Đây là cái dòng lan kết hợp hoàn hảo giữa cái sắc của cái bông hoa Đai Châu và một cái dòng lan khác, tạo ra một cái mặt bông rất là đẹp cũng như là hương rất là thơm của chú anh chị nhé. Đây, đây là châu hồng gấm và em còn có một chậu này duy nhất thôi, em bán với giá là 210.000 cho cái chậu châu hồng gấm này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan hồ điệp. Đây là dòng lan hồ điệp vàng công chúa. Đây là cái mặt bông của dòng lan hồ điệp này. Đấy, sắc hoa cực kỳ là sáng và đẹp như thế này. Và một cái chậu lan hồ điệp vàng công chúa này này, em xin phép hiện tại đang có ít nhất là 2 cần hoa của chú anh chị nhé. Cây rất là khỏe luôn. Và em bán một cái chậu như vậy với giá là 60.000 cho một chậu thôi. Sang bên này sẽ là rất là nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Đó, những cái chậu lan, những cái giò lan rất là đẹp, đáng thưởng thức, đáng sưu tầm. Với giá thì phải nói là rất là nhẹ nhàng. Mà nếu như cô chú anh chị đam mê, yêu thích thì có thể sưu tầm cho mình những cái giò lan này. Và em xin được giới thiệu từ những cái hình đầu tiên trở đi đến cô chú anh chị nhé. Trước tiên sẽ là những cái chậu lan kiếm cô chú anh chị nhé. Đây là kiếm Taiwan số 4. Dòng kiếm Taiwan số 4 này là một trong những mặt bông kiếm đẹp nhất, gần như là đứng top đầu trong cái mặt bông của dòng kiếm Thái Taiwan 4. Cô chú anh chị là cần hoa rất là dài và có hương thơm. Đây là mặt bông của dòng kiếm này nè. Trước đây mỗi một thân như vậy là vài triệu ạ. Còn thời điểm hiện tại thì cây đã đi xuống giá rất là rẻ. Và em nghĩ rằng là đây là một cái mặt bông mà cực kỳ là đáng thưởng thức. Thứ nhất, chơi kiếm không chỉ chơi thân lá đẹp mà cái hoa của nó cũng rất là bền. Mà hàng này thì chơi thân lá cũng tạo tiểu cảnh rất là tuyệt vời đúng không ạ. Với chậu này này, Taiwan 4, thân thủ rất là đẹp, chậu này có 3 thân ạ. Em xin phép bán chậu này với giá là 200.000 thôi cô chú anh chị nhé. Hàng này thuần sẵn luôn ạ. Chậu số 2 này cũng là 3 thân ạ. Em bán chậu này cũng với giá là 190.000. Và chậu số 3 với 2 thân, em bán chậu này với giá là 150.000. Taiwan 4 nhé. Chậu số 4, chậu này cũng là 2 thân, em bán với giá là 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Hình số 5 này thì em có 3 cây cáo rất là đẹp. Chỗ này thì đủ cô chú anh chị là một giò xinh luôn. Và giò phần này thì em bán với giá là 100.000 cho 3 cây cáo này nhá. Đấy là một chậu đẹp luôn ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Cái lô này có tất cả là 15 cây cáo. Và cái hình này thì em chỉ bán với giá có 130.000 thôi. Đấy, cây thì được chọn lựa từng cây một luôn. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17. Hình số 7 này có tất cả là 4 cây cáo nhá. 4 cây cáo và chỗ này thì em bán cũng với giá có 120.000. Sang bên này hình tiếp theo sẽ là hình số 7A. Cái chậu 7A này là 2, 4, 5 cây cáo rất là to và đẹp, là chậu hàng thuần sẵn này. Nếu như cô chú anh chị không muốn lấy cái hàng rời về để ghép thì cô chú anh chị có thể lấy chậu cáo này cho em đi ạ. Em sẽ quay rất là kỹ như thế này cô chú anh chị nhé. Cây lá xếp có 6 cây, 2, 4, 5 cây lá xếp rất là đẹp, với giá em bán là 250.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 8. Một cái hình Đai Châu. Lô Đai Châu này em có 2 cái ngọn Đai Châu và có lũ lá nhẹ như vậy này. Em bán cái hình này với giá chỉ có 120.000 ạ. Và tiếp theo sẽ là hình số 9. Hình này có 3 cây châu và cũng có lối lá nhẹ thôi. Hình này em bán với giá là 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình số 10 này thì có 2, 4, 6 cái mầm trầm rừng rất là đẹp như vậy. Em bán với giá là 150.000 nhá. Và hình số 11 cái hình này em bán với giá là 120.000 cho bảng trầm này. Hình số 12 với giá là 150.000 nhé. Và hình số 13 bảng trầm rừng.
13 em bán với giá cũng 120.000 và 14 với giá em bán là 130.000 và 15 cái bảng trầm số 15. Em bán bảng này với giá 130.000 và hình số 16 là một cái giò dáng hương đuôi sóc, cái giò này em bán với giá là 150.000. Tiếp theo sẽ là hình số 17, một cái bảng bệt châu Như. Cô chú anh chị thấy là rất là sum xuê, có khoảng tầm 7 8 thân, 6 7 thân gì đó, đây là mặt bông của bệt châu Như nhá, rất là độc đáo và rất là đẹp như vậy. Bảng này thì ghi rõ tên ký hiệu chuẩn chỉnh cái mặt bông cô chú anh chị nhá. Và cái bảng giả hạc bệt châu Như lưỡi bệt này này, em xin phép bán chỉ với giá có 140.000 thôi. Và sang bên này đây sẽ là hình số 18. Hình số 18 ở đây là một cái giò, những cái giò hoàng thảo vôi. Giò 18 là hoàng thảo vôi, vôi bắc, hoa của nó chỉ đứng sau trầm. Trong tất cả dòng hoàng thảo thì vôi nó sẽ có hương thơm đứng sau trầm thôi. Cái giò vôi này em bán với giá chỉ có 150.000 ạ. Và cái giò vôi tiếp theo là hình 19. Cô chú anh chị thấy là thân rất là nù và đẹp như vậy này. Bảng 19 em bán với giá 140 nhé. Và bên này đây sẽ là long tu xuân. Dòng long tu xuân thì cô chú anh chị thế là cái dòng hoa có thể nở hoa Tết hoặc là xuân. Long tu xuân 20 em bán là 150.000. Hình số 21, bảng long tu xuân này em bán là 150.000. Và long tu xuân 22 cũng với giá là 150.000 ạ. Long tu xuân 23 23 em bán với giá là cũng 150.000. Bên này sẽ là hạc vĩ thiên cung lữ bố. Em nghĩ rằng đây là một cái mặt bông mà phải nói là đáng, rất là đáng chiêm ngưỡng, rất là đáng sưu tầm. Đây là mặt bông của dòng hạc vĩ thiên cung lữ bố. Riêng dòng này thì nó chỉ có hàng ươm ki mới có cô chú anh chị nhé. Còn hàng rừng thì không bao giờ có được những cây thiên cung lữ bố hoa tím đậm mà môi tròn đẹp như thế này đâu ạ. Đó, hàng này là hàng ươm ki và chuẩn mặt bông nhé cô chú anh chị nhé. Một cái giò như thế này thì về cô chú anh chị có thể có một tác phẩm rất là tuyệt vời luôn, bởi vì một chậu như vậy là đều trên 10 thân cô chú anh chị ạ. Kể cô chú anh chị về không cần phải kích hoa, không cần phải làm gì, hoa vẫn nở tự nhiên. Bởi vì đây là một cái chậu đơn cử, là cái chậu mà hàng xấu em treo ở cái bờ rào mà nó vẫn cứ tự nhiên ra hoa đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Chuẩn sắc hoa như thế này đấy ạ. Đó, và đây chỉ có vài nhánh thôi đúng không ạ. Và hình tiếp theo sẽ là ở đây là hình 24, một cái giò thiên cung lữ bố này. Cái giò này em bán chỉ có 210.000 thôi. Đó, 210.000 và mười mấy thân luôn nhá. Thân khá là dài đều ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 25. Cái giò này em bán với giá là cũng là 210.000. Và 26 em bán với giá là cũng 210.000. 210.000. Và hình tiếp theo hình 27. Hình 27 đấy ạ. Hình 27 này em xin phép được bán nó với giá 200, cũng là 200, giò 27 này 220.000. Và hình 28. Hình 28 này với giá là 230. Đấy, thân rất là dài đều và đẹp luôn. Hình tiếp theo sẽ là 29. 29 này cũng là 230 nhé cô chú anh chị nhé, rất là tuyệt vời luôn. Tiếp theo sẽ là hình 30 với giá 220.000, thiên cung lữ bố này, 220.000 với giò cực kỳ là đẹp như thế này, thân đều thăm tắp rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là hình số 31. Hình số 31 đấy ạ. 31 này em bán với giá là 220.000. Và hình số 32 cũng với giá 220.000. Thân nập nủ là dài đều đẹp luôn. Hình tiếp theo hình 33 em bán 220. Hình số 34 em bán 230.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 35 em bán 200.000. 35 em bán 210.000 chứ. Và sau bên này sẽ là những cái chậu trồng trắng. Đây cũng là hàng chuẩn ươm ki ạ. Chuẩn mặt bông trắng muột nà, không tì vết. Và hoa thì phải nói là cực thơm rồi ạ. Đã là trầm thì rất thơm rồi. Cái giò trầm trắng này em bán với giá là 100. Hình số 36 em bán với giá là 140.000 nhá. 37 cũng là 140.000 ạ. Và 38 cũng là 140. Cô chú anh chị ngắm kỹ cho em và chọn lựa nhá. Hình 39 cũng là 140.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 40, 140.000. Và hình 41 này, 41 này cũng là 140 ạ. 42 với giá cũng 140. 43 với giá cũng 140. 44 với giá là 130.000. Và 45 giò này thân rất là mập và đẹp, em bán 150.000. Và 46 giò này cũng 150.000. Và hình 47. 47 này là em bán là 120.000. Đây là một cái bảng hạc vĩ rừng, 120.000 cô chú anh chị nhé. Một bảng hạc vĩ rừng ạ. Và 48 cũng là một bảng hạc vĩ rừng kết hợp với cả thập hoa, em bán là 130.000. Tiếp theo sẽ là, đây sẽ là hình 52, là một cái giò phi điệp tím của vùng Cao Bằng.
Cái giò phi điệp tím của vùng Cao Bằng này có hai thân rất là nuột và dài và đẹp, và cô chú anh chị hàng này chuẩn Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị biết rồi ạ, cái mặt bông của điệp vùng Cao Bằng thì đa số là cái thân hoa, cánh hoa sáp và bông hoa rất là đẹp đúng không ạ, môi tuyết rất là đẹp. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 140 cho hình 52 nhé, và hình số 53 phải nói thân lá siêu đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Dạ, thân lá mít nù cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này, một cái dòng thân thủ rất là đẹp luôn. Đây có hai thân như vậy nhé, bài giò này em xin phép được bán với giá là 150.000. Hình tiếp theo là hình số 54, cũng vậy cô chú anh chị này, cũng vậy nhá, cái thân rất là, cái dòng thân thủ lá mít rất là đẹp luôn. Dạ, và giò này thì có 3 thân và em bán với giá là 120.000, hình 54. Sau bên này thì em có những cái chậu lan hài, dòng lan hài mau die xanh cô chú anh chị cùng em xem. Từ cái lúc mà nó cong cong cái cần hoa đến khi mà nó nở hoa thì phải tầm nửa năm cô chú anh chị ạ, từ đến khi nó tàn hoa ấy đấy. Cái dòng lan hài mau die xanh cho cô chú anh chị nào đam mê cái mặt bông hài. Ở đây thì một chậu như thế này em sẽ có ít nhất là hai thân cô chú anh chị nhé, hai thân ba thân, hai cây hoặc là ba cây đã thuần chậu ổn định như vậy em bán là 250 cho một chậu. Và sang bên này đây thì sẽ là dòng lan hài Vân Nam, em bán một cái chậu mẹ con như vậy với giá 120. Bên này sẽ là Lê Cochilium, một cái dòng hài mà có hoa đốm rất là độc đáo và đẹp, hương cực thơm, em bán 150 cho một chậu Lê Cochilium. Hôm nay thì em có rất là nhiều những cái loại đặc sản của vùng miền Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái dòng chè. Đây là dòng chè Ô Long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng. Và cái dòng chè này thì được trồng ở cái vùng núi Phia Đén, với quanh năm cái thời tiết rất là lạnh, và đặc biệt là mùa đông thì thường là có tuyết rơi cô chú anh chị biết rồi đấy ạ. Và đây là chè mà được người dân trồng với cái trồng chè sạch 100% cô chú anh chị nhé. Nói chung là khá là, cô chú anh chị thấy là khá là lâu em không bán chè rồi. Tuy nhiên là cái chè này thì có, trước đây em bán ấy thì cô chú anh chị đã được sử dụng ấy thì rất là thích, muốn mua lại, nên là đã gọi cho em. Và chính vì vậy thì em cũng đã mạnh dạn nhập lại một cái lô chè mới này, để cô chú anh chị có thể được thưởng thức cái dòng chè của vùng Ô Long Nguyên Bình Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Một cái túi chè của vùng Ô Long Nguyên Bình Cao Bằng này là 1/2 kg ạ. Đó, dòng loại chè rất là đặc biệt, em bán với giá là 170.000 trong cái túi chè Ô Long như vậy nhá. Và sang bên này đây là cái nấm hương rừng của vùng Cao Bằng. Một cái túi như vậy là 1/2 kg, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2, 4, 6, 8 sâu. Em bán một túi 1/2 kg như vậy với giá là 150.000 cho một túi 1/2 kg nhá. Một túi như vậy là 1/2 kg, 2, 4, 6, 8 sâu đấy, 8 sâu như thế này, 150.000 cho một túi. Cô chú anh chị lấy cả cân thì em sẽ để giá là 300.000 cho nấm hương rừng này. Bên này sẽ là chuối hột khô ạ, em bán với giá 120 cho một túi 1 kg. Quả mắc mật khô, một cái gia vị rất là đặc trưng, cũng như là một cái gia vị mà cô chú anh chị đã được thưởng thức chắc chắn là sẽ không bao giờ quên. Một cái gia vị rất là đặc biệt của vùng Cao Bằng. Em bán quả mắc mật khô như vậy, một túi 1 kg, em bán là 120 cho một túi này. Rễ mũ tần với giá là 120 cho một túi 1 kg. Nấm ngọc cầu 120, tầm gửi cây xanh 220, và tầm gửi cây nghiến 190, và măng lưỡi lợn với giá em bán 200. Măng tinh cũng với giá là 200.000 cho một túi 1 kg nhé. Bên này thì em có rất là nhiều những chế phẩm vớt tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1 kg. Rêu rừng khô cong luôn được rất là nhiều, 50.000 cho 1 kg. Dớn vụn một cái giá thể ghép lan rất là tuyệt vời luôn, với giá em bán là 40.000 cho 1 kg. Và bên này Atonic là 10.000 cho một gói nhé. Duy xanh 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. B1 Thái với giá em bán là 40.000 cho một lọ. Dạ, B1 Thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Và Super Thai hóc môn tăng trưởng với giá em bán là 50.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến là 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ, và ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 cho một lọ nhé.
và Kin Kin Bun đặc trị thối nhũn với giá em bán là 25.000 cho một gói, Chichodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói. Và một túi như vậy là 1 kg em bán là 50.000 và một cái hộp như vậy là 1 kg em bán với giá là 130.000 nhá. Và bên này sẽ là dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo rất là tiện dụng, em bán là 35.000 cho một cái cuộn như vậy. Và bên này thì em có cái dòng sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Và một cái túi sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này em xin phép được bán với giá là 35.000 cho một túi. Cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này này, cô chú anh chị khi mà sử dụng có thể trộn với cả giá thể nhá, trộn với cả giá thể hay là bón một cách trực tiếp cho cây. Khi mà cô chú anh chị đảm bảo một điều rằng khi mà cô chú anh chị tưới nước ạ, những cái phân này thì được nén rất là chặt, chính vì vậy mà tưới nước thoải mái mà cây không bị mủn, phân này không bị mủn, chính vì vậy mà tạo cái giá thể rất là thoáng cũng như là sạch để mà cây phát triển nhá. Và cái phân bón này nó sẽ tan rất là chậm, chính vì vậy mà nó sẽ cung cấp một cái giá trị dinh dưỡng rất là lâu dài cho cây phát triển. Và cái dòng phân trâu này thì em với bản thân em cảm nhận nó là cái dòng mà lành tính hơn rất là nhiều những cái dòng loại phân khác cô chú anh chị ạ. Những cái dòng phân khác khi mà cô chú anh chị bón mà không cẩn thận thì có thể bị đen dầu dễ, nhưng mà riêng cái phân này thì cô chú anh chị yên tâm giúp em thoải mái bón luôn cô chú anh chị nhé. Cung cấp cái giá trị dinh dưỡng tuyệt vời mà đồng thời là không làm ảnh hưởng, không sợ làm ảnh hưởng đến cây khi mà cô chú anh chị không bón đúng lượng luôn cô chú anh chị ạ. Nên là một cái sản phẩm em nghĩ là rất là hoàn hảo để cô chú anh chị sử dụng đấy ạ. Tiếp sau bên này thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một cái lọ tinh dầu hồi như vậy em bán với giá là 40.000 cho một lọ nhé. 40.000 cho một lọ. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần rất là tuyệt vời luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em.